Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món cá chép giòn xào cần tỏi tây. Đây là một món ăn ngon và rất lạ miệng. Nếu bạn yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé! Nguyên liệu chuẩn bị gồm cá chép giòn. Chúng ta sẽ lọc lấy phần thịt, sau đó cứ rút bỏ xương và thái lát mỏng vừa ăn. Cần tỏi tây, hành tỏi, mì chính, hạt nêm, nước mắm, chúng ta bắt đầu làm nhé. Cần tỏi tây sau khi rửa sạch thì chúng ta sẽ thái khúc vừa ăn. Tiếp đến ướp một chút hạt nêm để cho cá đậm đà hơn. Tiếp đến chuẩn bị chảo để chiên cá. Cho thêm một chút dầu, sau đó cho phần hành tỏi băm nhỏ vào chảo để phi thơm. Khi hành tỏi đã có mùi thơm thì chúng ta sẽ đổ cá vào và đảo thật đều tay với lửa lớn. Khi thì cá săn lại và có màu vàng như thế này thì chúng mình sẽ cho phần cần tỏi tây vào và đảo đều. Các bạn lưu ý khi cho rau cần tỏi tây vào thì chúng ta sẽ cho với lửa lớn và đảo thật đều tay. Đến khi nào rau chuyển sang tái thì chúng ta sẽ tắt bếp. Như vậy rau ăn sẽ thơm và ngon, giòn hơn. Nếu chúng ta đun chín quá thì phần rau sẽ bị chín nhũn và nồng, ăn sẽ không ngon nhé. Món cá đã xong, bây giờ chúng mình sẽ tắt bếp và trình bày thành phẩm lên đĩa thôi. Rất thơm các bạn ạ. Đã xong, bây giờ mình sẽ thưởng thức. Mùi rất là thơm. Một miếng cá và một chút rau. Mời các bạn nhé. Rất ngon, thịt cá ngọt, giòn, hòa quyện với mùi thơm của các loại gia vị, tạo nên một món ăn rất ngon và không hề tanh một chút nào nhé. Mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách làm món cá chép giòn xào cần tỏi tây. Đây là một món ăn mới lạ và có hương vị rất tuyệt. Bạn hãy làm món này cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Nếu yêu thích món ăn, hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.